Chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình đến khu vườn của anh Chiến rồi. Anh có giao lưu một số gốc mai trong khu vườn của anh nè. Chút xíu thì anh có báo giá luôn, anh em nào thích đó thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với anh. Số điện thoại mình để trên màn hình đó bạn. Phần tiêu đề đó anh em, em có thể liên hệ với anh. Đầu tiên là gốc số 1, gốc này tàn thông anh em. Chiều cao nó nghỉ rơi khoảng tầm 4,5 m. Và cái đường kính ngang của cái bộ tàn này nó rơi vào khoảng tầm 3,1 m 3,2 m à. Đây có cái bông này. Đây là dàn xương của nó. Quay cho anh em xem. Cái này màu cốt đi lên mà. Tàn nó rất là đều luôn nha anh em. Nói chung là cực kỳ đều. Cây này có cái bộ đế cũng rất là đẹp nha anh em, đế bự nè, đế nở, thân thì mớp xoắn nha anh em, thấy đế nó đều bốn mặt mà, và những cái điểm anh em thấy là giống như nó chảy xệ xuống mà, cái này không có xù mà, cái da nó giống như nó già chảy xuống hay sao mình không biết mà. Chỗ này là ngay chợ Đốc Minh Kiều luôn bạn. Đốc Minh Kiều mà đường lên tháp 10 anh em. Có cái vườn mai. Anh em nào có dịp đi ngang đây có thể ghé đây để là giao lưu với anh. Để chi tiết hơn mình nhờ anh Chiến vô đo cho mình cái hoành gốc mai này. Cây này đem gì lâu chưa anh Chiến? Cây này anh trồng nay cỡ 30 năm rồi, anh chơi lâu lắm rồi. Lộn thước lên, quay thước lên. 30 năm hả anh nhé? Là anh đem về đây 30 năm á, anh mua nhiêu anh? Đúng rồi đó, cái đề đó đúng rồi đó. 61 hoành, 61 hoành. Đây nở. Cây này giao lưu với anh em giá nhiêu nha anh? Cây này giao lưu với anh em là 350. 350 là mình 350 triệu ha, là mình có bớt anh em ở xa gì không anh? Thì nói chung là anh em ở xa thì cũng có khả năng mình có thể bớt chút đỉnh. Dạ dạ. Cái này đó mình chỉnh sửa nhiều không anh? Chỉnh sửa ở đó giờ nhiều lắm rồi. Giờ là hoàn hảo rồi. Mướn thợ với tôi sửa nhà nữa. Dạ. Bên đây em thấy gốc mai sù nè, cái gốc mai sù này là nó có uống không anh, hay mình chơi kiểu thiên nhiên anh? À, chỉ chằng ra thôi chứ không uống ạ. Cái này cao khoảng nhiêu anh Chiến? Cái này hả? Dạ. Cái này chắc nó chắc cỡ 2,8 m. Còn cái đường kính ngang anh Chiến? Cái này cỡ 3 m ăn lên ạ. Đường kính ngang 3,5 m. 3,5 m. Dạ. Cái đường anh em coi cái bộ tàn dưới nè, lên cũng khá là đều nha nè. Cây này bông mấy cánh chứ? Cây này bông 9 cánh. 9 cánh nha. Bông đẹp lắm, bông không có chê được. Cây này xù quá anh chứ? Cây này xù quá. Nhiêu anh? 66. 66. Bộ đế này nè, lấy quay cho anh em xem cái bộ đế nó nè. ngày xưa là mình trồng ở đây luôn ha, mình mua mình đem về đây anh. Mua mình đem về đây. Hồi xưa là nó ở trong vườn á. Anh mua anh đem về đây anh trồng năm 90 là nó tiền thân nó là 30 năm rồi, nhưng mà nó có trước kia nữa. Dạ. Mình mua nó lúc đó nó chắc cũng cỡ 3-4 năm. Cái này sùng mà đế nó cũng rất là đều anh. Đế rất là đẹp. Nói chung là đế đẹp lắm. Trong chi cành của nó anh em, cái này một cốt quy lên luôn. Một cốt chủ. Chi cành đẹp. Dạ. Cái này đo cái này, anh quay cái này anh đo cái chi cành nó cho. Hai mươi. Thấy cây này đa số cũng có một số điểm nó đóng vú bò luôn. Cây này mình giao lưu với anh em giá nhiêu anh chứ? Cây này 180. 180 triệu ha. Có bớt gì cho anh em ở sang đỉnh để vận chuyển thôi. Chứ anh muốn nói là để anh bán thôi chứ không có thách thức. Ồ, ở đây em thấy lá nó tốt quá, như nó không dính mặn không anh? Đâu có mặn ha. Đâu có mặn. Ở dưới em thì nó mặn, ở đây không có mặn ha. Không có mặn. Dạ. Trước khi anh tưới á là anh phải nếm một cái. Dạ. Mỗi sáng anh nếm coi sao, nếu mà anh canh tưới nước gầm không anh? Dạ. Không tưới nước lá. Rồi, qua gốc tiếp theo anh ơi. Mình tiếp theo là gốc số 3 nha anh em. À, gốc này mình thấy nó cái đường kính
Cái đường kính ngang nó khoảng 60 mét rồi. 7 mét à, 6 mét, 6 mét đi. Còn chiều cao nó rơi khoảng tầm 4 mét mấy á. 4 mét rưỡi tới 4 mét 8 á. Cây này anh em thấy nó xì tàn. Quá là đẹp luôn nè. Cây này thì không chê chỗ nào hết. Đây anh em thấy bu vàng tàn thấy ghê không? Cực kỳ đẹp luôn anh em. Đó là cây thiên nhiên không có chỉnh sửa gì hết mà nhánh đóng đóng rất đều. Cây này một cốt đi lên luôn rồi. Cho anh em coi. Đế tương đối đẹp mà. Một số điểm ảnh môi lên đó. Cái này không phải nằm môi hết cho anh em coi được. Một số thôi. Cây này mình thấy nó cũng có một số nhánh nó ra đóng với bò mà. Chi cành lực lưỡng luôn ơi. Nói chung anh em nào cứ theo dõi quan sát, ví dụ mình cảm thấy ok thích thì mình có thể liên hệ trực tiếp với anh Chiến. Số điện thoại anh mình để phần tiêu đề bạn. Liên hệ với nhau anh em mình có thể thương lượng với nhau coi. Được giá thì anh em đến với nhau để giao lưu. Rồi em mời anh vô đôi em thử cái hoành nó khoảng nhiêu rồi. Quá là đẹp cho cây mai rồi. Cây này được nhiêu năm rồi anh Chiến? Cái này theo anh biết chắc cỡ 37 năm. 37 năm rồi ha. Ừ. Từ hồi mình đem về đây luôn anh Chiến? Ừ. Là xưa mình siêu tầm về đây ha. Siêu tầm về. Dạ. Nhiêu anh? 58. 58 của anh. À. Cây này mình giao lưu nhẹ với anh em giá nhiêu anh Chiến? Cây này giá 500 em. 500 ha. Ừ. Tại vì anh cũng biết là nó nhỏ nhưng mà nó có vỏ. Dạ. Thì nói chung là giá mình đưa vậy thôi, còn anh em nào mà anh em ấy thì có thể liên hệ. Liên hệ rồi mình có thể thương lượng chút đỉnh. Dạ. Ok, bên đây em thấy cây này cũng bự quá anh. Cây này tam tài. Dạ. Hoành cao cái này chắc cỡ 6 mét. 6 mét. Bông là mấy cánh anh? Bông này hình như là nó 7 cánh hay 5 tới 7 cánh. Còn cái đường kính ngang của bồ tàng này khoảng nhiêu ta? Đường kính này 7 thước ạ. À. Dạ. 7 thước ạ. Sao? Để điều. Ba cái thân này nó khác nhau hả ta? Ba già nè. Có nghĩa là nó khi nãy dưới nó lên được một hai tấc là nó mới lên ba thân. Ở dưới thì nó một thân một gốc lên trở thành tam tài. Cái này đế cũng đều ha. Đế đều mà nó muốn lên sù đó. Thấy không? Dạ. Nó sù. Nó đã sù rồi. Cái này có ba thân nha anh em. Có ba thân. Đế thì đây thấy nó đóng một số để lại. Em nhờ anh vô đo thử hoành khoảng nhiêu anh. Nhiêu anh? 87. Hoành 87 nha anh em. Và đây mình sẽ quay cho anh em xem lại một lần nữa về cái bộ tàng của gốc mai này. Cao cái này chắc 6-7 mét, 7 mét. Dạ. Tàng trên thì nó đặc. Cây này mình giao lưu nhẹ với anh em giá nhiêu anh chứ? Cây này giao lưu với anh em là 370 triệu. 370 triệu. Có thương lượng nha anh? Có thương lượng. Dạ. Nó vậy chứ mình cũng hết bớt ra tiếp đỉnh được. Bên đây có gốc mai, gốc mai này như giống như nó uống không anh? Uống cây chưa anh? Thì uống. Mai nha, mai này nhỏ mà. Mai này nhỏ. Cây này khoảng nhiêu tiền anh? Cây này khoảng 50 triệu. 50 triệu ha. Nó nhỏ nhưng mà nó cũng sù. Cái này như mình mới tạo lên hay sao anh? Cái này tại vì hồi đó mình trồng rồi cái mình cũng mới tạo, mới uống. Dạ. Mới hoàn chỉnh. Mới hoàn chỉnh. Cái này hoành nhiêu anh vô anh đo thử cho anh em để anh em tham khảo gốc mai này. Cái này nói nhiêu? 50 hay 57 triệu hả? 50. 50 triệu à? 50 triệu. Hoành 45 đó. Cái này chưa thấy đế anh em ơi, nói chung chưa thấy đế tại vì anh chưa mò. Dạ. 45 à? 45. Ồ. Quay cho anh em thấy số điểm nó đóng. Cái này mình tạo lại lâu chưa anh Chiến? À, mình tạo nay cũng tới 10 năm. 10 năm nha. Dạ. Có qua bàn tay thợ sửa hoàn chỉnh. Thợ sửa hoàn chỉnh nè. Chiều cao của gốc mai này chắc rơi khoảng tầm 3 mét ta. 3 mét. 3 mét à. Đường kính ngang chắc rơi khoảng 2 mét 2, 21 hoặc 52 mà. 2 mét mấy à? 2 mét rưỡi trở lại à. Dạ. Rồi, mời tất cả anh em qua gốc tiếp theo ạ. Gốc tiếp theo nè anh em. Gốc này thì chiều cao nó rơi vào khoảng tầm 3 mét rưỡi nha anh em. Còn cái đường kính bộ tàng nó rơi khoảng tầm 4 mét. Đã lên xây một cái bộ tàng mình thấy cũng khá là đẹp mà.
Gốc này mai bông mấy cánh ra anh Chiến? Cái này bông này 7-8 cánh vậy đó. Dạ. Này mình có uống gì không anh? Ha, thân nó tự lắc luôn anh. Chằn ra không à. Hồi đó nó nguyên thể vậy mình chằn ra chứ không có uống gì hết. Hồi đó là một cốt này là mình có lắc nhẹ vậy không anh? Thấy nó, nó hơi lắc. Nó tự vậy. Tự nguyên thủy luôn ha. Tự nguyên thủy đem về, nói chung là chỉ có cây đó là cái anh sửa thôi. Còn dạ, mấy cây này là không sửa gì hết, chỉ chằn thôi. Mình lựa mấy cây đẹp mình mua về mình trồng là mình đế này nè. Này những cái chi cành tay đó là anh em thấy là nó ra rất là lực nè, cũng là lực. Cái này em nhờ anh vô đây anh đo em thử cái hoành để anh em có thể tham khảo chi tiết chút xíu anh. Rồi đó mà đem về đây là nhiêu năm anh? Cái này cỡ về đây cũng cỡ 12 năm rồi. 12 năm ha. Nó cũng bự rồi nha. Dạ. Ở đây là ngay chợ Đốc Ninh Kiều luôn nha anh em. Anh em nào mà ở gần thì có thể liên hệ với anh Chiến qua vườn anh chơi. 50. Cây này mình giao lưu trực tiếp với anh em là giá nhiêu vậy anh Chiến? Cây này 170. 170 triệu nha anh em. Có thương lượng. Có thương lượng. Rồi, mời anh em qua gốc tiếp theo. Gốc tiếp theo nha anh em. Gốc này chiều cao khoảng nhiêu anh Chiến? Cây này cỡ 4,8 đến 5 mét. Tàn là tàn gì anh? Tàn này tàn tự nhiên. Dạ. Không sửa không gì hết, chỉ có chằn ra thôi, tàn nguyên thủy. Nguyên thủy của nó. Lên khoảng chừng 2 tấc là nó đã có chi cành rồi. Anh em thấy là nó xảy ra tàn rất là đều. Đường kính này chắc cỡ 4,5 m tới 5 m, 4 m. Dạ. Nếu mà chằn ra là 5 m xem, nhưng mà chưa chằn. Cái này anh vô em đôi em cái hoành đi anh, cho anh em tham khảo thử. Cái này một cốt đi lên luôn nha anh em. Anh em nào thấy dạng một cốt có thể tham khảo cái gốc mai này. Và đa số mình thấy trong khu vườn ảnh thì một cốt không à. Bốn mươi tám hoành nha anh em. Đế đẹp nha. Đế là đều hết. Cái này bông mấy cánh anh Chiến? Cái này bông chín cánh. Chín cánh. Bên đây em quay qua đây nó có chồn đổ sụn rồi sụn. Dạ. Đây nè. Đây, mấy cái điểm này anh nói sù nè anh em. Anh em có thể tham khảo. Cây này mình giao lưu với anh em giá nhiêu anh? Cây này giao lưu với anh em là 150. 150 triệu anh. 150 triệu. Dạ. Có cái bông phía trên mà nó xa quá nha nè, thông cảm. Rồi mình mời anh em sang gốc tiếp theo mà. Tiếp theo nha anh em. Gốc này cao nhiêu anh Chiến? Cái này cao chắc 4,5 m à. 4,5 m ha. Dạ, dạ. Cái này mình mới vô nhôm đây ha, vô lâu chưa anh? Vô nay 1 năm rồi anh đang mở ra. Dạ, dạ. Đang mở ra nhưng mà chưa lấy nhôm. Dạ. Cây bông mấy cánh anh? Cái này bông 12 cánh. 12 cánh. Cây này mình đem về đây lâu chưa anh Chiến? Cây này thì chung với mấy anh này lâu rồi. Dạ, tôi thấy chung mấy anh bự á. Nhìn nói chung là anh em nhìn qua cái màn hình điện thoại thì cái kẽm nó vô với cái cạn ra nó hơi gấu chút xíu. Và khi mà anh em ra nhìn thực tế thì cái cây nó mới có hồn có. Rồi, em nhờ anh vô đo em thử hoành nó khoảng nhiêu anh? Nhiêu anh? 65 quanh. Cây này mình giao lưu nhẹ với anh em giá nhiêu anh? Cây này nãy nó là 150 á. Dạ. 150 triệu anh. Thì anh em nào mà thích quan tâm thật sự có thể liên hệ trực tiếp với anh Chiến qua số điện thoại mình để trong phần tiêu đề mà. Bây giờ nói chung chào tạm biệt tất cả anh em. Chúc tất cả anh em có cái buổi chiều thật là vui vẻ, hạnh phúc với gia đình, người thân mà. Chào tạm biệt tất cả anh em.